Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Apu Đen Đồng Tháp. Hôm nay em xin gửi đến bà con một cái video nói về các kiến thức cơ bản cho những người muốn nuôi ốc. Thì trong nội dung video này, em xin gửi đến bà con ba cái nội dung chính. Đó là về nguồn nước, về thức ăn và cuối cùng là các cái loại thuốc mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái quá trình nuôi ốc. Rồi em xin vào cái nội dung đầu tiên, đó là về nguồn nước. Bên em thường tư vấn các khách hàng hỏi bên em về ba nguồn nước chính, đó là nước sông, nước máy và nước giếng. Thì em xin nói về cái nguồn nước đầu tiên, đó là nguồn nước sông. Nước sông là nguồn nước tự nhiên, thường bị nhiễm các loại thuốc hóa học do ruộng lúa nó đưa ra thôi. Muốn lấy cái nguồn nước sông để nuôi ốc á, là bà con chú ý là chúng ta nên lấy cái nguồn nước khi con nước lớn và hạn chế là lấy con nước ròng. Chúng ta nên lấy vào một cái bể chứa, chúng ta lắng xuống và lấy nước mặt lên để chúng ta sử dụng để nuôi con ốc. Và nguồn nước thứ hai đó là nguồn nước máy. Thì rất là nhiều bà con sử dụng nguồn nước máy để nuôi, tại vì nhiều bạn là nuôi ở cái bể bạc, nuôi ở cái quy mô nhỏ, là ở thành thị thì sử dụng cái nước máy là cái tiện nhất. Nguồn nước máy nếu mà bà con muốn nuôi thì bà con cần phải khử cờ lo, tại vì nguồn nước máy là nhà máy nước á, họ thường sử dụng cờ lo để khử đi cái mùi hôi của cái nước. Nước máy nó có mùi cờ lo là bà con khử rất là dễ, đó là cái mùi thuốc tẩy. Thì khi mà chúng ta khử cờ lo rất là dễ, bà con cứ cho vào một cái bồn hay là một cái gì để chứa nước lại. Chúng ta sẽ để đó từ 3 đến 4 ngày là cờ lo nó sẽ bay đi hết. Còn nếu mà bà con muốn nhanh hơn thì bà con sẽ sử dụng sục khí, cái tiệm cá cảnh nó có bán. Thì chúng ta sẽ sục trong vòng 1 ngày là cho cờ lo nó bay hết, là chúng ta sẽ sử dụng nước đó để nuôi con ốc. Rồi em xin qua nguồn nước thứ ba, đó là nước giếng. Thì cái nước giếng này là nó đào ở sâu ở dưới thì thường là nó sẽ nhiễm phèn, nhiễm kim loại nặng, mà còn độc hơn thì sẽ nhiễm các chất hóa học. Muốn nuôi thì bà con cần phải xử lý. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ bơm vào cái bồn để chứa cho nó lắng xuống. Tiếp tục là chúng ta sẽ sử dụng các cái chế phẩm sinh học đó để xử lý hạ phèn, hạ kim loại nặng. Thì bà con cứ ra tiệm thủy sản mua thuốc để xử lý kim loại nặng, hạ phèn là người ta sẽ bán thôi. Khi mà chúng ta xử lý xong rồi để cho nó lắng xuống rồi, chúng ta nên lấy cái nước ở cái tầng mặt á, tiến hành là nuôi ốc. Sau khi xử lý nước xong rồi, chúng ta sẽ kiểm tra cái nguồn nước. Nuôi ốc thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái độ pH và cái độ kiềm. Ngưỡng pH mà để nuôi ốc được á, là nằm trong từ 6.5 đến 8. Và cái ngưỡng phát triển tốt nhất là từ 7.1 đến 8. Nếu mà dưới 6.5 thì con ốc nó sẽ không lớn. Và độ kiềm là nằm trong ngưỡng là 120. Kiến thức tiếp theo đó là về phần thức ăn. Thức ăn thì con ốc nó sẽ ăn hai cái loại thức ăn chính, đó là thức ăn xanh và thức ăn tinh. Thức ăn xanh ở đây là lá rau muống, lá phèn mì, lá đu đủ, mướp, lá phèn môn, lá bạc hà. Các loại lá này là không được nhiễm hóa học, các loại thuốc hóa học mà con chú ý, mày bắp cải này nọ đó. Có nhiều bà con là đi xin các cái loại bắp cải ở ngoài chợ về. Xin về chúng ta nên rửa sạch hoặc là ngâm lại một ngày cho nó ăn. Nếu mà ăn nhiễm hóa học, thuốc hóa học thì nó sẽ đi hết. Và cái thứ hai đó là các loại trái cây, nhất là đu đủ, mít, thanh long. Mít rẻ quá thì bà con cũng để cho nó ăn. Thanh long cũng vậy. Nếu mà bà con cho ăn mít thì bà con chú ý là bà con nên lột vỏ đi, bỏ cái vỏ đi. Cái vỏ của nó là nó có cái hạt nhỏ nhỏ, nếu mà con ốc nó ăn phải thì nó bị tắc cái đường ruột nó luôn. Và khi mà bà con cho ăn trái cây á, là bà con chú ý là cho ăn vừa đủ. Có nhiều bạn trái mít là trái mít mà trái mít sơ đen á, trái mít cả chục ký á, mít bị sơ đen rồi các bạn
không bán được các bạn xẻ ra, các bạn để xuống thì nó ăn dữ lắm. Đúng, nó ăn rất là nhiều, nó đu cả ngày luôn. Nó đu tầm khoảng 3 ngày sau là sẽ có hiện tượng là nó nổi lên rất là nhiều. Đơn giản là nó ăn nhiều quá là nó không tiêu, nó bị đường ruột. Sau khi nó bị đường ruột thì nó bị sưng cái giòi. Nên bà con chú ý là cho ăn mít, đặc biệt là mít á, là chúng ta nên bỏ cái vỏ đi và cho ăn đúng liều, cho ăn chiều, cho ăn là tới sáng hết là được. Cho ăn tỷ lệ với 10% ở trong lượng của nó là được. Thì đó là phần trái cây. Phần thức ăn xanh á, đặc biệt nó có một cái cây, đó là cây bèo cám. Cây bèo cám thì con ốc nó ăn cực kỳ nhanh lớn, tại vì trong cái bèo cám nó chứa tới 40% cái lượng protein. Nên nó ăn cực kỳ nhanh lớn. Nhưng mà nhiều bạn là bị lạm dụng quá nhiều, là khi mà chúng ta thả bèo cám xuống thì bao nhiêu nó ăn cũng hết, thả liên tục thì dẫn đến nó ăn nó bị phần đường ruột là nó bị sưng giòi. Nên bà con chú ý là về cái phần bèo cám là chúng ta cho ăn cũng vào ban đêm, cho ăn vừa đủ tới sáng hết là được. Có một số bạn là nuôi cái phần bèo cám là nuôi không được. Mà cái bèo cám là nó cực kỳ dễ nuôi, là chúng ta nên làm một cái bể riêng để nuôi nó. Bèo cám thì chúng ta nuôi ở cái mặt nước là tầm khoảng 20cm hoặc là 1 gang. Và trước khi nuôi thì chúng ta sẽ để vào khoảng một cái bao phân, phân chuồng, có thể là phân bò khô á, hoặc là phân heo. Chúng ta để vào cho nó tạo cái chất dinh dưỡng, chúng ta để bèo vào thì tầm khoảng mấy ngày sau là nó khoát. Và chúng ta nên nuôi trong bóng mát, bóng mát nhưng mà vẫn có nắng vào thì nó sẽ phát triển rất là tốt. Hàng ngày chúng ta sẽ vớt và chúng ta rửa sạch, chúng ta để cho con ốc nó ăn vào một buổi chiều. Rồi đó là về phần thức ăn xanh. Rồi tiếp đến đó là về phần thức ăn tinh. Thức ăn tinh thì chúng ta sẽ sử dụng cám gạo. Cám gạo là bà con nhớ là sử dụng cái loại cám mà nhuyễn, thật là nhuyễn luôn. Nếu mà cám gạo mà không được nhuyễn á, các cái hạt mà hạt chấu nó ăn vô là nó sẽ làm tắc cái đường ruột của con ốc. Nên mình sử dụng cám gạo thật là nhuyễn. Và khi mà cho ăn thì chúng ta sẽ cho ăn cách một ngày ăn một ngày nghỉ, cho ăn với 10% cái trọng lượng của nó. Chúng ta cho ăn vào buổi chiều, chúng ta sẽ gãi đều lên mặt con ốc, nó sẽ đu lên ở nút thôi. Và bà con chú ý là con ốc nó đặc biệt là nó rất là thích lăn cám. Nếu mà bình thường mà ban ngày bà con cứ gãi cám lên là nó sẽ bắt đầu nổi lên ăn. Vì vậy nó ăn nhiều là nó bị tắc đường ruột. Nên chúng ta chỉ cho ăn như 1.000 con mới lấy về thì chúng ta cho ăn tầm một muỗng cà phê. Thì một ngày ăn một ngày nghỉ. Khi qua mấy ngày sau chúng ta sẽ bắt đầu tăng lên. Không nên lạm dụng, nó ăn càng nhiều thì nó bị đường ruột. Mà khi bị vấn đề đường ruột thì nó sẽ bị sưng cái vòi. Và em xin qua nội dung thứ ba, đó là về các loại thuốc thủy sản mà chúng ta sử dụng trong quá trình nuôi. Thì về phần cái loại thuốc thủy sản này là em có làm một cái tập riêng rồi. Em làm một tập riêng để em giới thiệu khá là nhiều, là khá là kỹ. Thì bà con có thể tham khảo lại, em có sẽ để cái link ở phía trên hoặc ở dưới phần mô tả, bà con sẽ tham khảo lại. Thì em cũng xin nói sơ thôi. Chúng ta sẽ sử dụng ba cái gọi là chế phẩm sinh học chính để hỗ trợ. Thứ nhất đó là vôi. Vôi thì để sát trùng nguồn nước, giúp ốc tạo vỏ, ngăn ngừa cái phần mòn đít, hạ bèn, ổn định pH, ổn định pH sau mưa. Cái thứ hai đó là vitamin B và vitamin C. Vitamin B thì nó giúp ốc giảm bớt stress, vitamin C thì nó tăng sức đề kháng. Và cuối cùng nó là men vi sinh. Thì cái men vi sinh là giúp nó phân hủy cái phân của con ốc, tại vì con ốc nó ăn nó ị rất là nhiều. Nó khi cái phân nó ra khí độc. Nếu mà chúng ta xử lý không tốt, hút đáy không tốt thì cái phân nó ra khí độc là nó dẫn đến con ốc nó bị hao. Men vi sinh là chúng ta sẽ xử lý xong rồi khoảng 1 tháng chúng ta sẽ hút đáy một lần. Cái phần về thuốc thủy sản này em có hướng dẫn kỹ rồi, bà con có thể tham khảo lại video khác. Đó thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì cái kiến thức này em sẽ còn một tập nữa. Ở tập sau thì em sẽ nói về cách để chuẩn bị môi trường nuôi, về con giống, thì cách để xử lý một số cái phát sinh trong quá trình nuôi. Rất mong bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.